Các bạn xem hay thì đừng quên ấn đăng ký, ấn like và chuông để ủng hộ nhóm Dịch phát triển và theo dõi những video mới nhé. Bạn thân của ngươi Hoàng Cực Hào gặp phải ma tu tập kích. Thần sủng hỗn độn thiên cầu của ngươi gặp phải ma tu tập kích. Bản thân bị trọng thương, may mắn được đại năng cứu giúp. Đồ đệ của ngươi Tô Kỳ tẩu hỏa nhập ma, nước thần cách không chịu khống chế. Sinh linh vạn dặm đều phải gặp vận rủi. Đồ tôn của ngươi Phương Nương gặp phải ma tu tập kích. Bạn thân của ngươi Kỷ Tiên Thần gặp phải ma tu tập kích. Đạo nữ của ngươi Tuyên Tinh Quân rời khỏi nhân gian. Bạn thân của ngươi Mạc Trúc đi vào cấm địa thượng cổ, sống chết không rõ. Đồ tôn của ngươi Phương Nương gặp phải ma tu đoạt xá, khí vận phản phệ ma tu, khiến cho linh hồn của bản thân tăng cường phạm vi lớn. Bạn thân của ngươi Cửu Đỉnh Chân Nhân gặp phải ma tu tập kích. Tô Kỳ tẩu hỏa nhập ma rồi. Sao còn có Hỗn Độn Thiên Cẩu, hai tên này đúng là thế thảm quá rồi. Ma đạo thật sự là rất ngoan cường. Rõ ràng từ trên thể lượng mà nói, số người ủng hộ và gia nhập ma giáo còn chưa bằng 30% chính đạo. Nhưng đại chiến chính ma đã kéo dài hơn 100 năm nay rồi, về phương diện tổn thất. Chính đạo cũng xem như tốt, cũng xem như nào tốt. Bên ma đạo người ở đâu ra mà bổ sung? Cứ cảm thấy có gì đó sai sai, hay là mình không có tham dự vào trong đó. Nếu không nhất định là sẽ rơi vào trong chiến tranh chết tiệt, bị ép dừng tu luyện. Chính ma tranh chấp không ngừng thì thôi đi. Cái thứ ở trên trời này thật sự đúng là cố chấp. Tu chân giới thật sự là càng lúc càng loạn rồi. Dương Thiên Đồng, Nguyên Anh cảnh tầng 9. Tuần Trường An, Nguyên Anh cảnh tầng 9. Ngộ Đạo Kiếm, Nguyên Anh cảnh tầng 7. Nguyên Anh tầng 7. Hắc Mục Kê, Dung Hư cảnh tầng 7. Có thời gian tranh đấu, chỉ bằng hãy chăm chỉ tu luyện như là đệ tử của Hàn Môn ta. Nguyên Anh cảnh tầng 9. Phương Nương, độ thiện cảm. Chờ đã, Phương Nương cũng cách hóa thần một bước. Được lắm, không hổ danh là thiên địa chi tử. Sắp bằng tên tiểu tử Tô Kỳ kia rồi. Tô Kỳ hóa thần cảnh tầng 6 rồi, xem như là đệ tử mạnh nhất của bổn môn hiện tại. Vậy tiếp theo nhất định là Phương Nương. Vị sư đánh giá cao về người. Trong sơn động nào đó, hóa thần cảnh tầng 1. Gì vậy? Vừa mới nói ngươi thì ngươi lại đột phá luôn ư? Đấy nè, khí vận kim liên phổ chiếu đại địa, thiên địa chi tử khí thế lớn như vậy ư? Âm khí bao hàm tương đương dày đặc, có ích rất lớn đối với việc tu luyện, đặc biệt là vào thời khắc xung kích mấu chốt. Thành tựu hóa thần. Đám tiểu tử này ngược lại là vận khí tốt, có Phương Nương đưa theo thăng cấp. Nhưng mà ở đây trực tiếp độ kiếp, nghe rằng sẽ đem núi khổ tu thành tiên san bằng. Hơn nữa khi độ kiếp ở gần đây, không thể nào dừng lại cho bất cứ người nào. Chưa nói đến là ảnh hưởng đến người khác, còn tăng cường thêm uy lực của thiên kiếp. Hơn nữa uy lực quyết định ở tu vi người đi nhầm vào. Dưới tình huống này, độ kiếp thành công, hơn nữa tất cả đều sống sót, tỷ suất gần như là không. Phải nhanh chóng đem bọn họ phân ra di chuyển đến vạn yêu giới trước khi kiếp vận tu hành, kiếp vận tu thành. Hai hướng đông tây hoàn thành độ kiếp. Cứ làm như vậy đi. Linh lực chảy vào. Mình đây nào bị Phương Đương tiểu tử này đưa theo đột phá luôn rồi ư? Vốn dĩ còn dự định là củng cố thêm một khoảng thời gian rồi xung kích đại thừa. Hư chuyện rồi, vẫn chưa rời khỏi núi khổ tu thanh tiền. Không, Ngọc Thanh Thánh Tông không thể nào thoát khỏi trạng thái ngồi thiền. Uy lực độ kiếp phạm vi lớn cấp đại thừa tuyệt đối sẽ san bằng cả Ngọc Thanh Thánh Tông. Ở đây nào đâu? Hệ thống nhắc nhở. Đây là không gian thiên kiếp, do lực phá hoại thiên kiếp của cấp đại thừa quá lớn. Từ đó, truyền hình tượng xung kích đại thừa xây dựng không gian độc lập để hoàn thành độ kiếp. Đại thừa lại còn có đãi ngộ như vậy sao? Cũng đúng. Trước đây khi đột phá độ kiếp cảnh, thiên kiếp gặp phải quá là khủng bố. Năm đó ở vùng đất độ kiếp cho đến bây giờ, một cọng cỏ cũng không sống. Thiên kiếp cấp đại thừa e rằng là không có lời chứa chấp.
Như vậy thì cũng khá tốt. Mặc dù là hơi bất ngờ, nhưng mà không ảnh hưởng đến Ngọc Thanh Thánh Tông thì không có vấn đề gì. Chỉ là lo lắng cho phía đệ tử. Dương Thiên Đồng, Tuần Trường An, có lẽ là biết được quy tắc cấm kỵ của độ kiếp. Bây giờ nhất định là xuất phát đi vạn yêu giới rồi. Lần này có thể an tâm xung kích đại thừa rồi. Ngoài ra nhắc nhở một chút, nếu như người ở trong phạm vi ngoại giới có sẵn điều kiện độ kiếp, cũng sẽ cùng sát nhập với không gian thiên kiếp. Lập nhóm độ kiếp. Mẹ nó, các ngươi sao lại vào đây rồi? Có biết gì đâu, chúng ta vừa ngồi thiền thì đến đây luôn. Còn chưa kịp phản ứng, sư phụ không lẽ ngài cũng độ kiếp rồi ư? Phải, sư phụ không phải là đại thừa hay sao? Vẫn nên nghĩ xem làm thế nào mà rời khỏi nơi này. Thiên kiếp đến rồi ư? Đi cũng không được. Hai hóa thần cảnh cùng nhau độ kiếp cũng đã đủ mệt rồi. Bây giờ cộng thêm sư phụ ở cường độ này, nhìn thì uy hiếp không lớn, hình như không có tồi tệ như vậy. Thiên kiếp đã bị xóa bỏ rồi, lần này thì toang rồi. Dự cảm không lành. Đây là thiên kiếp của sư phụ. Đúng, là bị nó áp chế rồi. Không lẽ là cùng nhau chống lại đấy ư? Hồi nãy không nhìn nhầm sao? Đây là lô điện, đường kính hình như là 1000 mét. Cái này lấy đâu mà chống lại? Nguy rồi, nhanh né đi. Đau quá, sao có thể có màn che như vậy? Sao mà chạy được đây? Độ kiếp vốn dĩ là phải chống lại, cho nên không cần phải tránh né. Đường nhìn không gian rất lớn, thật ra phạm vi hoạt động cũng có lớn nhỏ. Đại thừa thiên kiếp thật sự là không cho đường sống ư? Nếu như ở dưới tình huống bình thường, hoặc là các ngươi trúng cơ ảnh, vi sư có thể chịu đựng được và đem các ngươi toàn thân rút lui. Bây giờ thần tiên đến cũng không ngăn lại được. Sư phụ, chạy thoát khỏi thiên kiếp không gian chỉ có hai cách. Một là chống lại cho đến khi kết thúc, hai là chết. Bây giờ ở cường độ như vậy, Dùng một thân phòng ngự thái nhất có thể chống lại được 8 lần đả kích. Nhưng độ kiếp nếu như chống lại thiên kiếp từ 3 tháng, cho dù mình chống lại nhưng đệ tử... Nhớ có quyển sách đã từng miêu tả qua phương pháp lập nhóm độ kiếp. Cảm giác rất là khó tin, bởi vì sống tiếp mới có thể viết sách. Còn có cao thủ, nhanh nói cách đi. Đầu tiên là như vậy, sau đó thì cuối cùng là như vậy. Có thể đảm bảo cho mọi người bình an. Ôm đầu ngồi xuống phòng độ kiếp. Đây là chết có tôn nghiêm ư? Nói thật, quyển sách đó có phải là Tu Chân Bắt Quái Quần hay không? Tên sách không có đề, nhưng mà tác giả là giật danh lão sư nổi tiếng trong giới tu chân. Ta cảm thấy quyển sách này cũng khá hay. Không chỉ là đề phòng những cái thường ngày, còn có dưỡng đao thuật, còn có một lần phi kiếm. Là thuật gì lung tung vậy? Phi kiếm của các tông, lắp đặt đề phòng cho người sợ độ cao, cũng là đến từ trong quyển sách này. Tính thực dụng khá là ổn định. Một lần phi kiếm nói không chừng có thể đưa chúng ta ra khỏi không gian này. Đáng tiếc chất liệu sớm đã bị tuyệt chủng rồi. Yê ca ra sức giới thiệu quyển sách này, ta không lấy tiền quảng cáo. Sống rồi tính tiếp. Sư phụ có muốn thử hay không? Cho dù là chém chết, não tử cũng không làm. Đã trôi qua thời gian bao lâu rồi? Tầm 1-2 tháng. Ta nói thiên kiếp có đánh ta một lần luôn hay không? Lỗ lung tung lâu như vậy vẫn chưa đánh trúng chúng ta. Có khả năng nào thiên kiếp vẫn chưa phát hiện ra chúng ta hay không? Tuyệt đối là cố ý làm một lần. Ấy, thiên kiếp chính là như vậy. Thích chơi cho đủ, sau đó một lần đưa đi. Sư phụ ngài không sợ sao? Sợ thì có tác dụng gì? Xem như cũng không có cách nào. Giật danh lão sư còn sống viết sách, có lẽ có đạo lý của hắn đúng không? Chủ nhân, mọi người đang làm gì vậy? Đang độ kiếp. Đừng làm phiền chúng ta nữa. Là như vậy sao? Thế thì bản thân ta tự đi câu cá. Không gian thiên kiếp đâu rồi? Rời khỏi đây từ lúc nào vậy? Trường An, ngươi thăng cấp rồi, lẽ nào độ kiếp kết thúc rồi ư? Ba mặt trời, là hiện thế không sai. Nhưng tại sao thiên kiếp một lần lớn cũng chưa kết thúc? Lần này làm việc nhà phát hiện cái này, chủ nhân quên rất lâu rồi đúng không? Trước đây không lĩnh ngộ được cái gì nên muốn thử lần nữa. Nhưng mà đem theo nó tu luyện cảm giác tốc độ nhanh hơn một chút. Chủ nhân nhất định là rất cần nó. Đá ngộ đạo. Viên đá này vừa xuất hiện, độ kiếp lại vừa hay xóa bỏ. Nhưng mà đây không phải là cách dùng của ngộ đạo. Viên đá này có thể lé kiếp. Nhớ lại rồi, viên đá này có thể giúp cho thần tiên ở lại nhân gian, mà không phải là chịu hạn chế của quy tắc thiên đạo. Bây giờ còn có thể né được thiên kiếp,
Không phải là còn có công hiệu che giấu thiên đạo hay sao? Chờ bình tĩnh một chút. Đại thừa cảnh thuộc tu vi cao nhất mà người phàm có thể gánh vác được. Sau khi đạt đến đại thừa cảnh tầng 9 viên mãn, sẽ bị người phàm cưỡng chế trục xuất phi thăng. Cũng là nguyên nhân mà trên thế gian này có ít ghi chép liên quan đến đại thừa cảnh tầng 9. Nếu như có thứ này, vậy mình không phải là có thể né được cưỡng chế phi thăng của thiên đạo hay sao? Có thể mãi mãi ở lại nhân gian.